nghe lời đường mật, một phụ nữ bị bán làm vợ xứ người. Nghe theo lời hứa việc nhàn, thu nhập cao, một phụ nữ ở Nghệ An đã bị bán làm vợ một người đàn ông nơi xứ người với giá 4 vạn nhân dân tệ. Tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương mới khởi tố đối tượng Lương Thị Năm, sinh năm 1983, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An về tội mua bán người. Trước đó, Công an huyện Tương Dương tiếp nhận tin trình báo của chị LTT, sinh năm 1981, trú xã Tam Đình. Huyện Tương Dương tố cáo bị Lương Thị Năm dụ dỗ sang nước ngoài làm việc vào năm 2013 với lời hứa việc nhàn, thu nhập cao nhưng thực chất là bán. Chị T làm vợ một người đàn ông nơi xứ người với giá 4 vạn nhân dân tệ, tương đương 120 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, ngày 26 tháng 12 năm 2022, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Thị Năm về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, đối tượng Năm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.